miện bình thiên, biểu tượng đế vương thời Trần. Ở nước ta, xưng đế có từ thời Đinh, tức Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng, và được các triều đại về sau tiếp nối đến hết triều Nguyễn. Thời Trần, Đại Việt là một trong những quốc gia hùng cường, uy danh lừng lẫy. Đây là một vương triều sáng chói, nhưng rất tiếc là các di tích, di vật không còn tồn tại là bao. Về quân sự, năm 1258, Nhà Trần để lùi cuộc tấn công xâm lược của quân Mông Cổ Năm 1285, Nhà Trần đánh tan hơn nửa triệu quân nguyên xâm lược. Năm 1288, Nhà Trần thắng trận bạch đẳng lịch sử để bẹp hoàn toàn ý chí xâm lược của quân nguyên. Về văn hóa, Nhà Trần đặt ra học vị thái học sinh và đến năm 1442 đổi gọi là tiến sĩ. Năm 1247, định lệ tam khôi là danh hiệu cao quý, đó là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Đây là một vương triều sáng chói nhưng rất tiếc là các di tích, di vật của thời kỳ này không còn tồn tại là bao. Còn về y phục thì hiện nay chỉ được biết đến bức tượng kim cương trên ngói với chiếc mũ đầu hồ, tượng đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tiếp đến là bức chân dung của vua Trần Nhân Tông với đầy đủ cổ miệng, trang phục, ngồi trên ngai rồng được khắc tạc trên bia Ngô Gia Thị Bi, hiện lưu giữ ở chùa Dầu, thuộc hai thôn Đinh và Trung ở xã Đinh Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam. Bia Ngô Gia Thị Bi thời Trần xứng đáng là bảo vật quốc gia. Bia Ngô Gia Thị Bi phải nói rất giá trị, không những ở văn khắc mà còn cả về nghệ thuật chân dung ở thời kỳ này nên đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và họ cũng đã tốn khá nhiều giấy mực về nội dung và hình người được tạc trên bia. Điển hình là nghiên cứu của Phó Giáo sư Chu Quang Chứ với bài tấm bia chùa dầu với niên đại thời Trần và chân dung vua Trần Nhân Tông, thông báo Hán Nông Học 2001. Nhìn chung, bia đã được xác định hiện đại, gồm cả văn bia và hình người, cụ thể là năm 1366 và hình người cũng được công nhận là chân dung vua Trần Nhân Tông đã ngự giá về đây năm 1298. Đồng thời, còn cho đây là hình ảnh về vua Việt Nam sớm nhất hiện nay được biết đến. Về cột miệng của vua, cũng được các nhà nghiên cứu miêu tả nhận định chính xác, nhưng đi vào chi tiết trang trí ở miệng Bình Thiên, chúng tôi nhận thấy như sau. Theo ấn phẩm ngàn năm áo mũ của nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, thì tác giả đã dựa vào Trung Quốc y quang phục sức đại từ điền và cho rằng trang trí ở trán miệng là giải thiên hà Đới xuất hiện vào từ thời đường trung hoa đến thời tống chỉ còn thấy qua ghi chép tiếp đến là nghiên cứu của họa sĩ trịnh quang vũ được thể hiện bằng bản vẽ trong video đi tìm trang phục việt thì hình tròn lớn ở giữa chán mũ được thể hiện ở hai bên là hai vân kiên đối xứng nhưng ở phía dưới không có gì trong khi thực tế có nhiều hoa văn còn đối xứng ở hai bên có lẽ họa sĩ cho đó là chồng sao nhưng lại chỉ có năm sao thế nhưng với hình ảnh chất lượng cao của nhà nhiếp ảnh Hiếu Trần cùng bản dập của Bảo tàng Hà Nam qua đối chiếu là hoàn toàn khớp nhau và cho biết rất chi tiết. Tại chính giữa chán miệng là một hình tròn to có nhiều hoa văn ở phần nửa phía dưới, được đánh dấu số 1. Đối xứng ở hai bên có nhiều hình tròn nhỏ, được đánh dấu là các chữ A, B, C, D, E, F. Tuy nhiên, ở bên trái còn có thêm một chấm tròn nữa, sát cạnh chán mũ. Tiếp nữa, theo ảnh chụp phần nhô ra ở miệng, tại hai cạnh biên cũng cho thấy mỗi bên có một chấm nhỏ nữa. Qua xem xét, chúng tôi cho rằng đây là đồ án trang trí thuộc với lĩnh vực thiên văn, gồm có mặt trời, số 1, hai bên là hai chồng sao, mỗi chồng là 6 sao, A, B, C, D, E, F. Với các phát hiện nêu trên, cùng với những phát hiện của khảo cổ học ở thời kỳ này, còn cho thấy mặt trời xuất hiện trên nhiều hiện vật với đồ án trang trí như lưỡng long hoặc song phượng chủ nhật, thú vị nhất là dòng phượng còn trầu cảo hoa cúc nữa đây có lẽ là khởi đầu về những đồ án mang tính đế vương mà sau này triều lê sơ mạc lê trung hưng nguyễn tiếp nối và rất được phổ biến hình ảnh mặt trời cùng với miệng bình thiên ở đây chính là một trong những biểu tượng đế vương của vương triều trần được biết hiện nay bảo tàng tỉnh hà nam đang làm hồ sơ trình lên bộ văn hóa thể thao du lịch để công nhận tấm bia ngô gia thị bi thời trần là bảo vật quốc gia khiến giới nghiên cứu rất mừng bởi việc làm này của bảo tàng là hết sức có ý nghĩa và tỏ lòng biết ơn các tiền nhân